Nam Khánh xin kính chào quý vị. Hôm nay thì em sẽ làm cái clip để test cho quý vị cái cặp kèn gang của Puehler, kèn gang 10 lỗ, có cái mã model là Puehler PT100. Cặp này thì bán mấy cặp rồi nhưng mà hình như là chưa test cho anh em một cái video clip nào về cái chất âm của cái con này. Thì hôm nay em làm cái clip này để giới thiệu thêm về cái con Puehler PT100 này để anh em biết và test cho anh em cái chất âm của nó. Hôm nay thì cũng có một bác qua, thì thực ra thì khi mua qua mạng thì nó cũng hơi khó để anh em nghe, thì anh em không nghe được. Nói chung là anh em chỉ tin tưởng anh em mua thôi. Còn đôi khi mà đến được từ thực tế đấy thì nó khác. Khi đến thực tế phát thì bốc nhanh, bốc gấp luôn. Đấy, thì là hôm nay thì em sẽ mở thử một cái đoạn nhạc test cho anh em cái cặp test Puehler PT100 này. Đấy, và một cặp Puehler PT220. Đấy, cặp này thì rất là hay luôn. Hôm nay có một bác đến test thì đã bốc luôn một cặp mà nó có cái lắp tròn đây này. Dòng này có cái lắp tròn đây nhưng mà cái con này thì nó mất rồi. Em để cái giá con này nó rẻ hơn con kia cả triệu đồng nhé. Thì cặp Puehler PT100 hiện tại đây thì có cái giá là 5.600.000 đồng anh em nhé, 5.600.000 đồng. Còn mấy cái cặp mà kia đầy đủ cái lắp đây thì nó hơn 6 triệu. Nói chung là nó tùy theo sản phẩm nhé. Còn đó cái cặp PTM 220 này thì có mức giá là 4 triệu đồng. Bây giờ em sẽ test cho quý vị nghe thử một đoạn của cái cặp Puehler PT100. Cặp này rất gấu, nó chân rất to và tiếng rất là này nhé. Thì không thể chơi được luôn. Đấy, bây giờ em sẽ tắt con này đi. Em sẽ bật cho quý vị nghe thử một đoạn của chiếc Puehler PT220 để cho quý vị nghe. Tất cả những anh em chơi về thì những cái dòng này thì anh em có thể đấu thêm tụ hoặc là anh em đấu thêm mạch phân tần cho nó thì nó sẽ sử dụng ok và tiếng nó hay, chứ còn không thể chơi trực tiếp được đâu anh em nhé. Đấy. Em sẽ lối tạo vào đây luôn để test cho quý vị cái cặp PT220. Đây là dòng test PT220, Puehler PT220 củ 500 Anico các bác nhé, củ 500 Anico, tất cả nguyên zin, hoạt động tốt. Đấy, kèn của nó, kèn gang các bác nhé, kèn gang nhé. Nó giống hệt cái cấu hình của con Puehler PT3K, khác mỗi là cái họng kèn của nó màu vàng, còn con họng này là màu đen, chứ không phải là sơn lại đâu nhá các bác nhé. Đây là hàng zin nguyên bản luôn nhé. Hàng zin nguyên bản nhé, chứ không phải là có sơn lại hay nước gì nhé. Tất cả đều còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, củ 500 to, củ 500 Anico, xương 7 màu, hình thức còn mới và nguyên zin toàn bộ. Cặp Puehler PT220 này thì nó có mức giá tốt hơn, nó là 4 triệu đồng các bác nhá. Đây hiện tại như này, cặp này là 4 triệu đồng, một cặp này là 5 triệu 6 các bác nhá. 5 triệu 6 cho cặp PT100. Đấy, 5 triệu 6. Củ 500 rất là khủng luôn. Tất cả nguyên zin, hoạt động tốt các bác nhá.
Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cho em số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Em ở trong ngõ 43 Cổ Nhuế. Anh em có ở gần thì có thể qua trực tiếp. Ví dụ hôm nay có bác qua trực tiếp, bác ở đội cấn qua trực tiếp thì nói chung là test tầng này thì quá tiếng quá phê rồi. Nói chung là đến là bốc thôi chứ không có gì mà phải lăn tăn cả. Và thì khi anh em mua qua mạng thì nó hơi khó, bởi vì là anh em không được nghe, không được sờ thì cái sự tin tưởng nó sẽ giảm đi. Nhưng còn khi mà anh em đến tận nơi được thì nó rất là tốt, bởi vì là anh em có thể sờ lắm trực tiếp này, anh em có thể nghe trực tiếp này, đấy, nó có xấu đẹp hay không thì mình nhìn rõ này. Đấy. Anh em có ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp, còn nếu anh em ở tỉnh thì có thể cọc em ship toàn quốc các bác nhé. Tất cả những mặt hàng đều được đóng gói thùng xốp cẩn thận cho anh em, gửi đảm bảo đến tay anh em nó phải nguyên lành, hoạt động tốt các bác nhé. Rồi, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489. Xin lại 0972 451 489. Anh em đang xem clip mà chưa đăng ký kênh thì chúng ta xin được bỏ ra 1 phút thôi, ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm của Nam Khánh. Xin chân thành cảm ơn anh em.